cô. Có chuyện gì mà cô bộ chị căng thẳng quá vậy? Tôi đang điên đầu cho đứa cháu đích tôn của cô đây nè. Chuyện gì nữa? Thằng Quý á, không biết nó ăn cái giống gì mà ngu dữ vậy, cứ đeo theo cái con đó miết à. Tôi làm hết cách rồi mà tụi nó không có buông nhau. Thì cũng tại chị thôi, chị cưng chiều tụi nó quá, cho nên tụi nó mới ương bướng vậy đó. Còn cái gì mà cãi cha mẹ leo lẻo à, đúng là con hư tại mẹ mà. Tôi có một mụn con hả, tôi không cưng chiều nó thì cưng chiều ai? Tôi cũng khổ tâm lắm cô. Chị làm sao chị làm, chứ nhà này không có người thờ tự hương khói cho ông bà lại chị mang tội dữ lắm đó nghe chị. Tôi về chuyện này mà áp lực lắm, tôi cũng đâu có muốn đóng vai ác làm gì. Phải chị còn Trúc Trà nó đồng ý ly dị thằng Quý thì đâu có chuyện gì để nói. Ủa thì chị phải nghĩ ra cách phải cứng hơn với thằng Quý, chị phải nói ngày nói đêm làm sao để cho nó hiểu bổn phận trách nhiệm của nó đối với dòng họ nhà này chứ. Khổ lắm, tôi nói hoài mà nó không có nghe thì làm gì bây giờ. Nè, tôi nói cho chị biết, nếu như thằng Quý không sanh được cháu nội để nối dõi tông đường thì mẹ con chị đừng có ở cái nhà từ đường này nữa. Để cho mấy cô nó về đây ở, cháu ngoại cũng thắp nhang cho ông bà được mà. Còn chờ cháu nội của chị tôi thấy khó quá à. Cô nói gì lạ vậy? Ba thằng Quý là con trai một trong gia đình này, ổng thừa kế, giờ để lại cho cháu đích tôn là thằng Quý. Tại sao mẹ con tôi không được ở trong căn nhà này? Nè, tôi hỏi chị nè, lỡ như thằng Quý nó cũng không có con được luôn thì cái nhà này để cho ai? Chẳng lẽ bán cho người dân? Chi bằng để con của tôi, để con chị hai chị tư qua đây ở. Cháu ngoại cũng biết thắp nhang mà. Cô thiệt là quá đáng, chưa gì đã muốn bấn mẹ con tôi ra khỏi căn nhà này rồi. Tôi nói ít chị hiểu nhiều, nếu như không có cháu nội để nối dõi tông đường thì cả cái dòng họ này sẽ bước qua đây đòi nhà, chứ không riêng gì tôi đâu. Có nguy cơ là thằng Quý không được thừa kế căn nhà này sao? Nhà từ đường này lớn lắm. Quý ơi là Quý, mày có thấy vấn đề này nghiêm trọng chưa? Con nghe nè mẹ. Về nhà đi con. Thôi, con trai của mẹ đuổi con đi, con về làm gì nữa? Con về đi, rồi mình bàn, tìm cách mình giải thể cái đám này. Thôi, lỡ con về anh đánh con sao? Thôi con sợ lắm, con không dám về đâu. Về đi, mẹ đảm bảo nó không có dám đánh con đâu. Mẹ hứa nha. Nhưng mà mẹ, con về á, mẹ cho con lãnh lương trước nha. Tại vì á, nhà con bị kẹt đó nha mẹ nha. Được rồi, về đi rồi mẹ tính. Dạ con biết rồi, nhưng mà con ở hơi xa một chút, tầm 2 tiếng con về nha mẹ. Nha mẹ, con chào mẹ. Dạ. Có tiền, tao sắp có tiền rồi mày ơi. Công nhận á, mày gù được bà già này hay quá ha. Ăn ở không mà cũng được, sướng vãi. Có gì đâu, mày á hả, chỉ cần ngọt ngào với bà, vuốt ve bà, chiều chuộng bà là bà chiều mày liền à. À, coi bộ cái mỏ này cũng khai thác được lâu quá ha. Chứ làm sao, mà tao nói mày nghe nè, vàng của bả tao đổi thành vàng giả luôn rồi. Mà bả nha còn cuốn sổ đỏ nữa. Nè ha, tao lấy tao chôm rồi tao đưa cho mày, mày làm sổ giả rồi mày đem đi cầm nha. Được không? Ok. Và từ đây anh bên